Tỉnh Bình Định hiện chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tuy nhiên, khu vực biên giới biển tại các cảng của địa phương có lưu lượng tàu thuyền lớn, người qua lại đông và phức tạp. Vì vậy, tỉnh đã tăng cường các công tác kiểm soát, thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch tại các khu vực cao có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm. Hiện nay tại cảng Quy Nhơn, những tấm biển như thế này đã được đặt ở nhiều nơi. Công tác phòng COVID-19 đang được lãnh đạo công ty chú trọng tăng cường. Tất cả xe ra vào cổng đều được xin phụt khử trùng. Tất cả cá nhân đến làm việc tại khu vực cảng đều phải lập tờ khai y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Cảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khử trùng các tàu đến cảng nhận, trả hàng hóa. Không giải quyết cho thuyền viên lên bờ, trường hợp đặc biệt, khi lên bờ phải chịu sự giám sát y tế của cơ quan chức năng. Không cho phép là thủy thủ, thuyền viên lên bờ mà thực hiện cái việc là nếu mà tiến hành mà làm các thủ tục thì chúng tôi có một cái khu cách ly riêng để mà các thủy thủ cũng như là các cái thuyền viên của tàu lên làm việc tại cái khu vực cách ly đấy. Còn tại cảng cá Quy Nhơn, hiện nay có nhiều tàu neo đậu để tiếp nguyên vật liệu cho chuyến biển mới. Ban quản lý cảng cá đã thường xuyên dùng loa và cử lực lượng đến các tàu cá để tuyên truyền cho ngư dân các biện pháp phòng chống COVID-19. Mọi ngư dân đến khu vực cảng đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế. Đơn vị cũng tuyên truyền thêm cho bà con hoặc là các cái chủ thương mua bán hoạt động trong cảng là về hình thức là cài cái khẩu trang điện tử như Bluezone để thực hiện việc mà kiểm soát được cái nguồn bệnh và cái nguồn tiếp xúc của F0, F1. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mặc dù chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, Bình Định đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao như tại các cảng hàng, cảng cá. Bình Định hy vọng sớm cùng cả nước bao vây, ngăn chặn và dập dịch thành công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ.